Lắm Cần Thơ sáng tác Tuyến Khương qua phần biểu diễn của các diễn viên Trung tâm Văn hóa thành phố Cần Thơ. Và đây như là lời chào mừng quý vị đã đến với thành phố Cần Thơ, mảnh đất Tây Đô xinh đẹp, hiền hòa và mến khách. Kính thưa quý vị đại biểu, quý vị khách quý, thực hiện quyết định số 520 ngày 10 tháng 3 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Hội thi nghệ thuật đơn ca tài tử, không gian đơn ca tài tử
hôm nay ngày 6 tháng 4 năm 2022 tại nhà biểu diễn Trung tâm Văn hóa thành phố Cần Thơ, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ long trọng tổ chức lễ khai mạc hội thi nghệ thuật đờn ca tài tử, không gian đờn ca tài tử trong khuôn khổ liên hoan đờn ca tài tử toàn quốc lần thứ 3 năm 2022. Đến tham dự lễ khai mạc, xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của các vị khách quý. Về phía Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, xin được trân trọng giới thiệu bà Ninh Thị Thu Hương, Cục trưởng Cục Văn hóa Cơ sở, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, trưởng ban tổ chức hội thi. Xin trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Công Trung, Phó Cục trưởng Cục Văn hóa Cơ sở, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Phó trưởng ban tổ chức hội thi. Về phía thành phố Cần Thơ, xin được trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Thực Hiện, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ. Xin được trân trọng giới thiệu bà Đào Thị Thanh Thúy, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ. Xin được trân trọng giới thiệu các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ thành phố, các sở ban ngành thành phố Cần Thơ, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân, Phòng Văn hóa Thông tin, Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh các quận huyện. Xin được trân trọng giới thiệu các đồng chí lãnh đạo Ủy ban Nhân dân, lãnh đạo các Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao các tỉnh thành phố trong toàn quốc. Xin trân trọng giới thiệu bà Huỳnh Thị Diễm Ngọc, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Sóc Trăng. Xin được trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận. Xin trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Văn Bàn, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Bến Tre. Xin được trân trọng giới thiệu ông Trần Minh Lý, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Sóc Trăng. Xin được trân trọng giới thiệu ông Phan Văn Dầu, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long. Xin được trân trọng giới thiệu ông Dương Bá Trạng, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang. Xin được trân trọng giới thiệu bà Nguyễn Thị Ánh Hồng, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Xin được trân trọng giới thiệu ông Lê Văn Thái, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Dương. Xin được trân trọng giới thiệu ông Võ Thành Huy, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận. Xin được trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Hồng Ân, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Nai. Xin được trân trọng giới thiệu ông Dương Thanh Tùng, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Hậu Giang. Chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu ông Lê Công Nghiệp, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Kiên Giang. Xin được trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Nam Giang, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Tây Ninh. Xin được trân trọng giới thiệu ông Võ Trọng Nam, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao, thành phố Hồ Chí Minh. Xin được trân trọng giới thiệu ông Võ Văn Chiến, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Tiền Giang. Xin được trân trọng giới thiệu ông Trần Minh Thanh, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Trà Vinh. Xin được trân trọng giới thiệu ông Tạ Hoàng Hiện, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau. Và chúng tôi cũng xin được trân trọng giới thiệu bà Nguyễn Thị Thủy, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Long An. Không thể thiếu trong buổi lễ khai mạc hôm nay, đó là sự có mặt của các tài tử, nghệ sĩ, diễn viên đến từ Trung tâm Văn hóa, Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật, Trung tâm Văn hóa Điện ảnh, các câu lạc bộ đến từ các tỉnh, thành phố về tham dự hội thi, các phóng viên báo đài trung ương và địa phương tới dự và đưa tin cùng toàn thể nhân dân, du khách. Xin chào mừng toàn thể quý vị và các bạn.